thì nên biết người đó đã gần vô thượng bồ đề, quyến thuộc của ác ma không thể làm trở ngại. Nếu thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa, thường biên chép bát nhã ba la mật đa trang nghiêm bằng các thứ báu, thọ trì đọc tụng cung kính cúng dường, thì thường được chư Phật hộ niệm, do nhân duyên này đạt được nhiều lợi ích lớn. Lại nữa, Xá Lợi Tử, kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, sau khi Phật niết bàn lưu hành đến phương nam sẽ hưng thạnh dần. Sau đó từ phương Nam lưu hành đến phương Bắc sẽ hưng thạnh dần, chẳng phải tỷ nại gia chánh pháp vô thượng là pháp Phật chứng đắc có tướng diệt mất. Tỷ nại gia chánh pháp vô thượng Như Lai chứng đắc chính là kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa. Kinh điển như thế, các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa, biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập từ duy diễn thuyết, cung kính cúng dường thì được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, thường dùng Phật nhãn xem thấy hộ niệm, khen ngợi tán thán, làm cho không buồn khổ. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phần sau của đời sau truyền bá rộng rãi ở phương Đông Bắc. Phật bảo Xá Lợi Tử: Đúng như vậy, đúng như vậy, Xá Lợi Tử. Phần sau của đời sau, thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa ở phương Đông Bắc kia, nghe kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa này, nếu có thể tin ưa biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy diễn thuyết, cung kính cúng dường, thì nên biết người đó từ lâu phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, từ lâu tu hạnh đại bồ tát. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phần sau của đời sau ở phương Đông Bắc kia sẽ có bao nhiêu thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa, được nghe kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa, gìn giữ tin ưa biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy diễn thuyết, cung kính cúng dường. Phật bảo Xá Lợi Tử: Phần sau của đời sau ở phương Đông Bắc kia, tuy có vô lượng thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa, nhưng ít có người được nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa, hết lòng tin ưa biên chép thọ trì đọc tụng cúng dường. Mặc dầu có vô lượng thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa, nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa, hết lòng tin ưa biên chép thọ trì đọc tụng cúng dường, nhưng có phần ít tu tập tư duy. Nếu người nào có thể tuyên thuyết chỉ dạy nghĩa thú sâu xa cho người thì rất là khó có. Xá Lợi Tử: Nếu thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa, nghe thuyết bát nhã ba la mật đa, tâm không chìm đắm, không kinh không sợ, hết lòng tin ưa biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy diễn nói, thì nên biết người này đã từng được gần gũi cung kính cúng dường vô lượng Như Lai ứng chánh đẳng giác và các bồ tát, thừa hỏi nghĩa thú sâu xa của bát nhã ba la mật đa. Các thiện nam tử bồ tát thừa vân vân này nhất định sẽ viên mãn các hạnh bồ tát, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Vì sao? Xá Lợi Tử: Vì ta thường thuyết pháp tương ứng với trí nhất thiết cho các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa kia, người này chuyển thân thường luôn tụ tập các hạnh bồ tát, mau thẳng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tuyên thuyết pháp vi diệu cho các hữu tình, làm cho thẳng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa này thân tâm yên tịnh, các ma vương và quyến thuộc của chúng còn chẳng thể phá hoại tâm cầu hướng tới quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, huống là các kẻ ưa làm những việc ác khác. Xá Lợi Tử: Những thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa, nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa, tâm rất thanh tịnh, vui mừng, cũng có thể an lập vô lượng hữu tình ở trong pháp lành tương ứng với vô thượng bồ đề. Xá Lợi Tử: Các thiện nam tử bồ tát thừa vân vân này, nay ở chỗ ta phát thệ nguyện rộng lớn, quyết định sẽ an lập vô lượng trăm ngàn các loài hữu tình, làm cho phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tu hạnh bồ tát, chỉ rõ khuyến khích dẫn dắt, khen ngợi khích lệ chúc mừng, khiến cho được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bất thối truyền. Đối với họ ta càng sanh tùy hỷ. Vì sao? Xá Lợi Tử: Vì ta thấy họ đã phát nguyện rộng lớn, ý nghĩ và lời nói tương xứng nhau. Người kia ở đời sau nhất định có thể an lập vô lượng trăm ngàn các loài hữu tình, làm cho phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tu hạnh bồ tát, chỉ rõ dẫn dắt, khuyến khích khen ngợi khích lệ chúc mừng, khiến cho được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bất thối truyền. Các thiện nam tử bồ tát thừa vân vân này cùng ở chỗ vô lượng chư Phật quá khứ phát nguyện như thế, như là những chánh đẳng giác quá khứ đối với nguyện của người kia cũng rất tùy hỷ, quán xét ý nghĩ và lời nói của người kia nhất định tương xứng vậy.
Ca thiện nam tử trụ Bồ Tát thừa vân vân này, tin hiểu rộng lớn, tu hạnh rộng lớn, nguyện sanh về cõi nước của chư Phật ở phương khác, nơi đang có Như Lai ưu chánh đẳng giác tuyên thuyết pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Người kia nghe pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa xong, lại có thể an lập vô lượng trăm ngàn các loài hữu tình trong cõi Phật kia, làm cho phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Tu hạnh Bồ Tát chỉ dạy khuyến khích, dẫn dắt, khen ngợi, khích lệ, chúc mừng, khiến cho được bất thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, kỳ diệu thay, kính bạch Thế Tôn, Phật đối với các pháp quá khứ, vị lai, hiện tại và tâm hành sai khác của các hữu tình, Phật, Bồ Tát vân vân đều chứng biết, đều hiểu rõ. Kính bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát có thể trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, biên chép giảng thuyết, làm cho được lưu bố rộng rãi, thì các Bồ Tát này ở đời đương lai siêng năng tìm cầu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không dừng nghỉ. Và người đó đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa có lúc đạt được, có lúc chẳng đạt được chăng? Phật bảo Xá Lợi Tử: Các Bồ Tát này thường tìm cầu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không dừng nghỉ, thì tất cả mọi lúc đều đạt được, không có lúc nào không đạt được, hoặc có lúc không cầu nhưng cũng tự nhiên đạt được, thì chư Phật Bồ Tát thường hộ niệm vậy. Xá Lợi Tử bạch Phật: Các Bồ Tát này đối với kinh điển tương ương Bát Nhã Ba La Mật Đa, tất cả mọi lúc đều đạt được, không có lúc nào không đạt được, hay là đối với kinh điển tương ương với sáu pháp Ba La Mật Đa cũng có thể thường đạt được. Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Tử: Nếu các Bồ Tát thường đối với kinh điển tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật Đa dõng mãnh tin cầu, chẳng nghĩ đến thân mạng, mà có lúc chẳng đạt được các kinh điển khác, thì không có điều ấy. Vì sao? Xá Lợi Tử: Vì các Bồ Tát này vì hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà chỉ dạy khuyến khích, dắt dìu, khen ngợi, khích lệ, chúc mừng các loài hữu tình, làm cho thọ trì đọc tụng kinh điển tương ứng Bát Nhã Ba La Mật Đa và kinh điển khác, cũng chính mình ở trong đó siêng năng tu học, nhờ năng lực của phước đó nên tùy theo sanh ra ở chỗ nào, tự nhiên thường gặp kinh điển tương ứng với Ba La Mật Đa sâu xa và các kinh điển khác tương ứng với sáu pháp Ba La Mật Đa, thường không xả bỏ,